Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, ấn định ngày ra mắt Redmi Note 13 bản quốc tế. Theo thông báo trên mạng xã hội, Xiaomi đã chính thức ấn định ngày 4 tháng 1 năm 2024 là ngày ra mắt dòng Redmi Note 13 toàn cầu, bao gồm 3 phiên bản là tiêu chuẩn Pro và Pro Plus. Trước đó, phiên bản Pro và Pro Plus đã lộ diện trên mạng với nhiều thông số nổi bật như là màn AMOLED 120Hz, chip Snapdragon 7 Gen 2. Đặc biệt, bản Pro Plus sẽ là mẫu đầu tiên dùng màn hình cong từ Redmi. Giá bán dự kiến cũng được rò rỉ, trong đó phiên bản cao cấp nhất có giá lên đến 13 triệu đồng. Với nhiều nâng cấp vượt trội, Redmi Note 13 hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu phân khúc tầm trung và sẽ thật khó để các đối thủ cùng phân khúc cạnh tranh lại với dòng máy này. Tin tức tiếp theo, kỷ lục điểm số mới trên AnTuTu được thiết lập. Trước thềm ra mắt chính thức, EQ Neo 9 Pro đã gây ấn tượng mạnh với kết quả điểm AnTuTu là hơn 2,3 triệu điểm. Đây là mức điểm cao nhất từ trước đến nay với những smartphone sử dụng Dimensity 9300 nói riêng hay toàn bộ ngành di động nói chung, cho thấy sức mạnh vượt trội của chiếc máy này. Không chỉ vậy, chi tiết về cấu hình cũng tạo nên sức hút riêng cho sản phẩm. Màn hình OLED 144Hz Light Half cùng cụm 3 camera chất lượng hứa hẹn làm hài lòng người dùng. Đặc biệt, pin dung lượng lớn 5160mAh cùng sạc nhanh 120W cho thời lượng sử dụng tối ưu. Với hiệu suất mạnh mẽ bậc nhất phân khúc, ngoại hình bắt mắt cùng trải nghiệm người dùng toàn diện, EQ Neo 9 Pro hứa hẹn sẽ là lựa chọn sáng giá cho người dùng yêu thích công nghệ. Nó được kỳ vọng sẽ là một tân binh cực kỳ bùng cháy của phân khúc smartphone cao cấp nội địa Trung. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Samsung Galaxy S24 Ultra sẽ dẫn đầu xu hướng. S24 Ultra sẽ ra mắt trong đầu năm 2024 và là mẫu flagship đáng chờ đợi nhất của hãng trong thời gian đó. Dựa trên các thông tin rò rỉ, điện thoại hứa hẹn có những nâng cấp mạnh mẽ. Đầu tiên phải kể đến hệ thống 4 camera sau với cảm biến chính là 200 chấm, hỗ trợ quay video 8K, zoom quang lên tới 5x, màn hình 2K cộng đạt 120Hz sẽ đem lại trải nghiệm đồ họa sống động với hiệu năng. S24 Ultra được dự đoán trang bị Snapdragon 8 Gen 3 kết hợp RAM 12GB, bộ nhớ 1TB, mang lại sức mạnh tối đa. Thiết kế sang trọng hơn cũng đến từ khung titanium chắc chắn hơn với viền mỏng chỉ 1,52mm. Bên cạnh đó còn là trang bị Android 14, One UI 6.1 và chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy S24 Ultra hứa hẹn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho người dùng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.